sôm chloi tơ bom ôn mà chân uốn đà su nhóm tha ta bà song ai thơn vô bài bán đà rực ớt chấm loi đô bọc nhóm cứ bà song ai thơn vô bài bán ai chô ruông khăn ông sân cùng bán tái nơi khăn ông cọp khăn đọt trầm trời mũi tạm bà tòa than bột tập bà nhạc đại khát chi viên cá chê bình cháu bà mát cát tiến thơ aoi mình nước miên cá bài bạ xa mà kì khăn nhóm trong bà dùa làm tích nơi khăn ông sở mây bột tập cá đại bà xa mà tạm bột cuồng bà thô miên nữ bà ông có chô ruông sọp xài ọc rũng đó nhận được bài đà mình mềm từ ta xa mai dương ở à lễ quê bây ta xa mai bút cá có bỏ ấm cho rùm sọp xài bần tái à vậy để bỏ ấm cho rùm sọp xài vì khóc phí phải chấp bọn mình men dọc trước đây bà ăn cho rùm sọp xài khăn ông sừng cung cà phê sầm mai bút bà ăn gung bà thô miền nữ cho mùi nâng sầm mai bà chạm bánh đôi khi nè nè rồi biếp thôi khóc nè bà sáng lúc miền tu nè tí sầm khăn nè để khăn ông ca đà thôi ở miền ca rùm rùm song mình ai khai tới chia tu ông nội yếu bài phẩm bài phẩm bạc chiết rồi có phẩm bài phẩm bạc mình nuốt na đấy mình nuốt ắt cọ cả đói mình nuốt lo cả đói tu chia bà ông pin bờ tây mình pin bờ tây cả đói khi nông niệm bà ông chia sao vẹt ở bờ phố phốt bà ông thở tạm miên mai chỉ miên bà đệ bà thi chật bà ông thở tạm miên áp chia cật tập hiệp chật nơi khi nông ca đã bình giai bình dũa này nguồm đó tới bột bò rì sạch nông bóng châu ruộng bán bình châu ruộng nơi khăn nông lạc nạ bằng ruộng bằng ruộng châu ruộng nơi khăn nông lạc nạ bình sạp nơi ông phơ hăng xa tàng lại đại vi cát là châu bờ bà xong châu ruộng thơ này dô bái chê bà cháu bà mát cát pin tự đo nẹ đo tê xu thà ta à nâng cư chi bút đầu vai chân nợ bảo phải xem sao bút đại ẩn hỏi chi sao vậy rồi bảo bút đại ẩn không niệm bờ sông chỉ nẹt châu rùm sầm cúm bằng cách cầm nứt chiết nỉ yếm ắt khóc đi còn tái lẽ cả nợ nát để bờ sông ai châu rùm sầm cúm nâng nỉ yếm bái nếu không cọp khăn muối ao trơi chỉ muối nâng cầm sờ lợt thoa bút sát na cầm sờ lợt thoa bút sát na như vậy cứ nợ bê na để khơi mà nu để prapra cầm hăng tôi cầm ho để vô bài để miền ở cái cặp sầm lập kia và xong nó lục từ phép lục từ phép thành nhu lục từ tisna và đại nhu mình ai nom ở miền hay nom ở miền ca cặp sầm lập kia ba nè chẳng ạ và xong mình tới chặt lương chặt xăng và thêm lương lương để gặp phụng tới chạy thế và xong tới rung bật lút lương nâng bật lút lương nâng cho bật sân na chỉ lúc mình bật lút lương nâng lúc bật thêm lương rồi có lúc chặt xăng và thêm à nâng mình mến chỉ rương để xong thở thơ thế mình mến chỉ rương xong thở thơ thế à nâng vì chết này dung khu hài chết này dung khu hài à lấy bởi dương kích từ lơ bột sạch nào vậy bà bút lúc tớ bằng cáp nè cô bì thua sân kriêm nâng khá lúc tớ bỏ cụp hiệu ký đàm bây ở bình chọp sân kriêm đàm bây ở bình chọp sân kriêm mẹ lúc tớ chô nâng mà dùm hiên khá nê bà chào mà dùm hiên khá nô lúc tớ chô mà dùm hiên khá nô bà chào mà dùm hiên khá nê tìm nâng bà dương chỉ côn bà bút côn sơ bà bút bà sáng thở tế thường dân hỏi bà ạ thường dân thế dân vô bà phút sạch nà vô mò thua chỉ khai lắm nơi khăn ông ca bằng plan nơi khăn ông ca ấy bằng ca chết nỉ dung nơi khăn ông ca ấy nâng ảnh khóc khi nhóm quan trô bà xong châu ruộng cái ca nghe sẵn cùng nâng nỉ dô bài bình tái sống áo bà ông đa tú chi nẹ bằng ruộng cực hiệu kỳ dô bài
ខ្លួនទៅជាមជាប្រសងនៅខាងនេះប្រសងនៅខាងនោះកណាបើខ្លាយខ្លួនជាប្រសងនៅខាងនេះប្រសងនៅខាងនោះអានឹងគឺវាចប់វាអត់មានអីទៀតទេហើយកណាបើយើងបច្ចោសងនឹងខ្លាយទៅជាអ្នកបច្ចោហើយយើងគិតថាអូអានឹងគឺជារឿងជាតិនិយមហើយបងប្អូនស្រឡាញ់ប្រសងជេប្រចោប្រសងបំផ្លាញអ្នកមកជាហៀងទៀត ប្រសងប្រមាទកាត់ពីអ្នកមិនចាំហ៊ានទៀតឥឡូវតួអង្គប្រសងដែរជាអ្នកប្រសាទដើម្បីឲ្យដើរផ្លូវត្រង់ផ្លូវត្រូវផ្លូវល្អនឹងវាទៅណាទៅប្រសងព្រោះទាំងមនុស្សល្អទាំងមនុស្សអាក្រក់ប្រសងទាញមនុស្សអាក្រក់អញ្ចឹងអ្វីដែលប្រសងគួរធ្វើគឺទេសនាបញ្ញាបញ្យលប្រាប់ញោមចេះញោមចុះឧបមាថាបើលោកកហ្នឹងអាក្រក់ណែ ញោមធ្វើអាក្រក់អញ្ចឹងវាមិនល្អទេវាទោសអញ្ចេះវាទោសអញ្ចោះបញ្យលអញ្ចឹងមិនមែនទៅឃើញញោមនឹងអាក្រក់ហើយជាបិចោលហើយដាក់ទំនាយបដាសាញោមនឹងគួរតែយកទៅបាញ់ចោលញោមនឹងគួរតែនេះទេអត់ទេអត់ទេណាម៉ែអត់ទេអញ្ចឹងហើយបានខ្ញុំចង់បញ្ជាក់ថា ប្រសងអាចចូលរួមវិស័យនយោបាយបានប៉ុន្តែនៅក្នុងក្របខណ្ឌមួយតាមពុទ្ធវិន័យអត់មានក្របខណ្ឌផ្ទុយពីពុទ្ធវិន័យទេតែកណាដើរតាមក្របខណ្ឌផ្ទុយពីពុទ្ធវិន័យគឺនៅតែខុសច្បាប់វិន័យដូចតែគ្នាអញ្ចឹងយើងគិតថាអឺលោកធ្វើកិច្ចការងារជាតិនិយមអញ្ចឹងលោកខុសបន្តិចបន្តួចក៏មិនអីដែរអានឹងមិនត្រូវមិនជាសច្ចៈធម៌អឺ លោកសង្ឃជាបចោមិនកុំថាឡោជាបចោគេជាបចោខ្លួនឯងក៏មានទោសដែរណាតែជាបចោអ្នកតន្ត្រីមានទោសជាបចោខ្លួនឯងក៏មានទោសហើយគេថាអង្គជាតិជាធំគិតជាតិឯចុះប្រពុតលោកធ្វើដែរតើប៉ុន្តែលោកធ្វើនៅក្នុងក្របខណ្ឌបង្ក្រាបនៅអំពើហិង្សាទាំងឡាយលោកធ្វើនៅក្នុងក្របខណ្ឌហ្នឹងនៅក្នុងក្របខណ្ឌព្រះអង្គជាភិវៈអ្នកបួស មិនព្រះអង្គអត់ធ្វើណាព្រះអង្គធ្វើតាយើងចេះលើកតំណាថាព្រះអង្គចូលរួមវិស័យយោបាយបានត្រូវព្រះសង្ឃចូលរួមយោបាយបានមែនប៉ុន្តែព្រះសង្ឃមិនមែនចូលរួមជាប្រជាអូគេណាព្រះសង្ឃមិនត្រូវចូលរួមជាប្រជាមិនត្រូវចូលរួមប្រមាថការពៀនទៅអ្នកណាណាហើយបើព្រះសង្ឃចូលរួមប្រមាថការពៀនអានឹងវាលែងទៅជាសង្ឃហើយវាលែងទៅជាសង្ឃពួកខ្ញុំអ្នកបួសដែរខ្ញុំមកដិតជាព្រះវិន័យធម៌ខ្លួនខេត្តព្រៃវែង នៅខេត្តព្រៃវែងខ្ញុំនិយាយតែប៉ុណ្ណឹងបងប្អូនអាចស្គាល់ហើយអ្នកព្រៃវែងគេដឹងខ្ញុំជាអតីតវិន័យធម៌សង្ឃខេត្តព្រៃវែងអញ្ចឹងផ្នែកវិន័យបញ្ញត្តិមានវិបត្តិមានអធិការអីកើតឡើងនៅក្នុងខេត្តព្រៃវែងហ្នឹងគឺខ្ញុំតែងតែមានមុខទៅដោះស្រាយជាមួយគ្នានឹងប្រសងដតីទៀតអញ្ចឹងសំណួរយើងសួរថា ឥឡូវហ្នឹងតើលោកធ្វើរបៀបម៉េចការចូលរួមក្នុងវិស័យនយោបាយខ្ញុំឃើញព្រះអង្គដែលសកម្មនៅក្នុងវិស័យនយោបាយខ្ញុំឃើញព្រះអង្គមួយចំនួនលោកមានសង្ឃដីកាល្អល្អព្រះអង្គមានសង្ឃដីកាតាមបែបពុទ្ធសាសនាបដៅព្រះអង្គមួយចំនួនទៀតលោកមោទនភាពនឹងការជេរប្រមាថព្រះអង្គ មានមោទនភាពនៅក្នុងការជេរប្រមាថដោយសារតែបរិស័ទមួយចំនួនគ្រប់គ្រងអាការជេរប្រមាថនោះអញ្ចឹងបើកុហកក៏មានការជេរប្រមាថបើលោកសង្ឃក៏មានការជេរប្រមាថបើគ្រប់គ្នាមានការជេរគ្រប់គ្រងអំពើជេរប្រមាថដូច្នេះសំណួរយើងសួរថាតើសង្គមនឹងវាទៅយ៉ាងម៉េចពូមេតណាសារ៉ាងរស់បងរ៉ាសរម ព្រះសង្ឃមានសិទ្ធិបញ្ចេញមតិបានព្រះសង្ឃមានសិទ្ធិធ្វើនយោបាយប៉ុន្តែលក្ខណៈបញ្ចេញមតិនៅក្នុងក្របខណ្ឌខ្លួនជាសង្ឃពីព្រោះស្អីក៏ដោយមនុស្សយើងធ្វើអីក៏ដោយបើខ្លួននៅក្នុងបន្ទាត់ស្អីគឺបញ្ចេញមតិនៅក្នុងបន្ទាត់ហ្នឹងណាបើកណ្ណាយើងអត់បញ្ចេញមតិបាទបងអាស៊ីដិនលីម បើយើងអត់បញ្ចេញមតិនៅក្នុងក្របខណ្ឌខ្លួនជាសង្ឃរបៀបដូចយើង
ខ្លួនជាសង្ឃហើយយើងបញ្ចេញមតិខ្លួនជាជួនពៀលព្រះសង្ឃគឺជាអ្នកអប់រំគេកុំឲ្យខ្លាចទៅជាពៀលហើយដល់ពេលយើងជាសង្ឃហើយយើងប្រើសម្ដីពៀលអប់រំគេឲ្យទៅជាពៀលគិតមិនអញ្ចឹងអប់រំបានដូចគ្នាបញ្ចេញមតិបានដូចគ្នាប៉ុន្តែនៅក្នុងក្របខណ្ឌមួយធ្វើម៉េចប្រៀបមនុស្សពៀលឲ្យឈប់ពៀលទោះជាគេស្ដាប់គេមិនស្ដាប់ក៏ដោយបន្តសកម្មភាពខ្ញុំឃើញមានព្រះអង្គច្រើន លោកបញ្ចូលការផ្សព្វផ្សាយផ្នែកនយោបាយជាមួយនឹងសង្គមជាមួយនឹងនយោបាយខ្ញុំឃើញជាមួយនឹងនយោបាយខ្ញុំឃើញចឹងបងសរុបម៉ាខ្ញុំឃើញចឹងចឹងហើយបានខ្ញុំចង់ពន្យល់ថាយើងមិនដឹងថាតើព្រះអង្គនៅវត្តដំរីសនឹងខ្ញុំមិនដឹងថាព្រះអង្គមានកំហុសអីទេរឿងនឹងវាជាកិច្ចការងាររបស់សង្ឃម៉ាវាជាកិច្ចការងាររបស់សង្ឃ បើសិនណាជាលោកខុសធ្ងន់ធ្ងរប្រហែលគេផ្សឹកលោកហ្នឹងតែបើសិនណាជាលោកធ្វើឲ្យវត្តនឹងអាចមានបញ្ហាដោយសារតែព្រះអង្គគេឲ្យប្រសង់ដែលជាប្រធានសង្ឃហ្នឹងគេអាចមានសិទ្ធិប្រជុំសង្ឃអាចបណ្ដេញលោកចេញបានដាក់គេហាមលោកមិនស្ដាប់ព្រោះនៅក្នុងពុទ្ធសាសនាវាមានរឿង 2 ដែលត្រូវព្រះអង្គចាត់វិធានការទី1ឱសារណៈហៅចូលនិសារណៈដេញចេញ អោសារណានិសារណានឹងគឺបង្ហាញអំពីវិន័យបញ្ញត្តិនៅក្នុងវិន័យគេសំដែងគេប្រាប់តើនៅក្នុងវិន័យពុទ្ធសាសនាមានហៅចូលមកអប់រំម្ដងពីរដងមិនព្រមស្ដាប់គឺគេអត់ទុកគេគេបណ្ដេញចេញហើយណាគេបណ្ដេញចេញហើយអានឹងគឺចឹងចឹងគឺមានអោសារណានិងនិសារណា ការរងាប់អតិកោចឹងប្រសងនឹងលោកមិនដឹងជាធ្វើអីខ្លះឧទាហរណ៍ដល់ឥឡូវលោកទៅចូលរួមនៅក្នុងបាតកម្មមានមនុស្សប្រុសមានមនុស្សស្រីចេះហើយប្រសងគេហាមមិនឲ្យប៉ះពាល់មនុស្សស្រីអីចឹងទៅប្រសងអង្គនឹងលោកទៅពេលដែលវាចាប់ប្រផិតប្រភិញលោកមានការទៅប៉ះពាល់ជាមួយនឹងមនុស្សស្រី លោកដើរទៅប្រជាជាមួយនឹងមនុស្សស្រីអានឹងវាសឹកតែជាទោសបញ្ញត្តិនៅក្នុងវិន័យលោកសួរថាលោកអាចទៅធ្វើបានលោកទៅធ្វើបានប៉ុន្តែសួរថាទៅធ្វើនឹងនៅក្នុងក្របខណ្ឌមួយក្នុងនាមខ្លួនឯងជាសង្ឃឬក៏នៅក្នុងក្របខណ្ឌមួយបកើតហិង្សាប្រសងលោកតវ៉ាក៏តវ៉ាប៉ុន្តែតវ៉ានៅក្នុងក្របខណ្ឌណាដែលមិនធ្វើឲ្យប៉ះពាល់នឹងវិន័យបញ្ញត្តិពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងអំពើកុហកនិយាយកុហក កុហកនឹងមានន័យថាម៉េចមុសាវាទពាក្យណាមិនពិតឧបមាថាបើយើងនិយាយពាក្យអីមួយឲ្យរហូតពាក្យពិតឲ្យរហូតសច្ចៈធម៌ចុះបើសិនណាជាអត់មានទៅតាមផ្លូវច្បាប់អញ្ចឹងធ្វើម៉េចឲ្យត្រូវនឹងវិន័យបញ្ញត្តិប្រពុតផងឲ្យត្រូវជាមួយនឹងច្បាប់ទម្លាប់នៅក្នុងប្រទេសយើងផងបើកាលណាយើងចេះតែឆោតគេអត់មានច្បាប់ទម្លាប់អានឹងយើងខុសមានន័យថាចូលបាត់កុហក ចូលបាត់កុហកនិយាយនៅអ្វីដែលយើងអត់មាននៅក្នុងខ្លួនគេហៅឧត្តរមនុស្សធម៌ពលអួតនៅគុណវិសេសដែលមិនមាននៅក្នុងខ្លួនអានឹងក៏ជាទោសបរាជិតដែរដែលមិនមាននៅក្នុងខ្លួនសោះតែខ្លួនឯងទៅអួតប្រាប់បរិស័ទថាខ្លួននឹងមានខ្លួនមានអភិនិហាខ្លួននឹងអាចទៅដល់លើមេឃខ្លួននឹងអាចទៅជួបទេវតាខ្លួននឹងអាចខ្លាយទៅជាដូចណែប្រសងណាមួយដែលថាខ្លួនជាសមាជិករបស់អង្គការ นาซานุอันนั้นគេហៅឧត្តរមនុស្សធម៌បើសិនណាជាយើងរកឲ្យឃើញថាតើលោកជាសមាជិករបស់นาซាមែនឬក៏មិនមែនបើលោកជាសមាជិកนาซาមែនជាការអះអាងនឹងមែនលោកអត់ឧត្តរមនុស្សធម៌ទេតែបើសិនណាលោកមិនមែនទេលោកនឹងគឺបរាជិតហើយតែបរាជិតឲ្យដូចថ្នោតកបតក្បាលចឹងគេផ្សឹកចេញហើយ ហើយដល់ផ្សឹកចេញមនុស្សមួយចំនួនអត់ដឹងពីកំហុសលោកទេនឹងឃើញហ្នឹងគ្រាន់តែលោកថាជានាសាអញ្ចឹងក៏ទៅផ្សឹកលោកដែរក៏ទៅផ្សឹកលោកដែរប្រជាជនមួយចំនួនគាត់អត់យល់ដល់គាត់អត់យល់គាត់ប្រើអសេចក្តីស្រឡាញ់ប្រើអមនោសញ្ចេតនាហ្នឹងទៅការពារក្នុងពេលដែលគាត់ទៅធ្វើបុណ្យជាមួយនឹងដើមថ្នោតកបតក្បាលគាត់ទៅធ្វើបុណ្យមិនបានបុណ្យគាត់យកបាយទៅឲ្យព្រះសង្ឃ
bài nông chán mạch bản bón hát bản bón ấy đôi bật xăng đôi thân nọt cả bọt cả bá chăng bùa lộ bùa ổ ổ tờ rơi mà nông sở thoan đèm miên nơi cơ nông khá lúc mến chi sở mai chức rồi bò ông ca nà giá phóng lộ tha lộ chi sở mai chức ông ca nà giá ấy chỉ đàm những người của mai chăng tí bông phót mạch khai tờ chi bật xăng đại bùa ổ côn vị xét đàm mình miên nơi cơ nông khá lút khơi nhé bà chức bạc khoan là môi bật ấy ăn miên này ăn miên này à mũi tiệt còn ta thay nực thà ứng đẹp kê thật nhóm á à thà má thloap sầm lấp mình nút á bị môn máu này giờ thà má thloap sầm lấp mình nút á bị môn máu à nâng cái hậu ta thay sầm lấp mình nút tại lúc ăn đại miên này ăn đại miên ca sầm lấp tăng pì lúc toàn bua rồ đó bạn bua lúc ăn đại lệ bên đại lúc trong uất đẹp kê thà lúc thloap sầm lấp mình nút chẳng ai phép kê tha lục khắc chẳng à nâng có ra chức đây chẳng bông bôn thử thử bì cha nè à tầng o nâng hướng khắc vị này bà nhà rồi bỏ lục xong đại chiên đo tầm nạ ca bà xong đánh chênh bì vót bà chiên đo tầm nạ ca đà bà xong bà đánh chênh ấy lại nâng lại chỉ đàm nâng dương thử kết sân môn nâng dương chuộc tờ vây mũi môn nâng dương kết tờ vây mũi dương thử kết sân thà ta bờ sang nâng lục khẩu ấy nè công ao dương từ quan thổ chôn khờ khối công ao dương từ quan thổ mà nước ạc rõ phù dương sắp ẩm phơ ạc rõ cục kìa mình nhớ nghe hơi bờ sang thua dịch đây ạc rõ hay dương từ quan thổ bờ sang đây thua dịch đây ạc rõ mình nay ta dương từ quan thổ ẩm phơ ạc rõ dương pinh chất dì mũi nâng ẩm phơ ạc rõ nè khá từ quan thổ ẩm phơ ạc rõ đây ạc đăng luôn đói mình quan trọng bơ ra để xa ta sẽ lãnh và xong ăn nâng để xa ta quan thổ và xong ăn nâng được chứ này tu và xong ăn nâng khó hỏi mấy cái đó còn nơi ta quan thổ đây ăn nâng bắt tên na tới sẽ chạy thoa ăn miên bị nây của không miên ấy của không miên hơi dưng kết tầm mà mục nhưng kết tầm ó xong nâng cứ miên chết này giống á xong nâng miên chết này giống á bây dưng kết tầm nâng dưng thạ xong nâng chăng từ miên sấy chăng từ sai mi thon là thon chọn từ cỏ họ bốc vẻ ghê chọn từ bậc cai bậc tịch ca xin xin ấy khiêm xua thà ta bon ổn thưa bon bàn bon ổn